Rồi rồi tới tới xuống xuống mất luôn mọi người. Mình làm vòng đi. Điệt má mình làm vòng đi. Đem máy không? Ừ, bo vòng đi, mình bo dưới mình vòng lên. Má từ từ nha. Điệt má chạy. Điệt má là phóng không? Để con máy nó chạy không nữa. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Khoa với đây anh Tính. Đó, hai anh em mình sẽ đi quánh, nói chung là quánh hầm sao bằng luôn con dẹ bắt đó nha mọi người. Đó. Hôm nay anh em mình sẽ đi trên một chiếc phi cơ mới. Đó, mình thấy kìa. Lắc quá. Chút nữa nó lắc lắm mọi người. Nói chung là cái chiếc phi cơ này nó cũng căng lắm nha mọi người. Đó. Có hai cần thủ đang câu đó luôn. Ghê. Lỗ nào đây là cặp vô đây luôn, cặp sát vô câu mày. Anh cặp trên đây anh dục xuống cũng được mà, thôi cặp sát đi đây đi cho nằm ngang luôn. Thôi thì anh em mình sẽ cặp vô đây để đánh nha mọi người. Đó, vô đây là hôm phức luôn nè, mình sẽ đánh cặp ở bè này. Còn anh Tính sẽ đánh bên ngoài nha mọi người. Nói chung là mình sẽ, anh em mình này sẽ chơi chỗ đánh lục bình thôi, chỉ có lục bình mới có cá thôi. Rồi nè, giờ mình sẽ xuống mồi nè, đánh chùm nhau bốn nha anh em. Đó, bỏ xuống nè. Trời ơi, sâu dữ rồi. Đó. Cá mới đá cần quên tính mọi người. Cái mè gì chụp bỏ nhá rồi bỏ. Rồi đây là ăn món ăn cái ăn cái đó đó. Nhồi. Ấy ấy. Cá dướng bè luôn rồi. À. Trời ơi. Ấy còn dính còn cá nè. Còn cá mà dướng bè rồi. Nè rút xuống nè. Vì sao ghê. Thiệt cái tình. Dính cá rồi, còn cá nè, nè nè. Xuống được không? Lặn luôn hả? Không biết cá gì nữa nè. Con dây ra còn dính không? Nè, còn. Để im luôn đi. Còn cá nè. Vuột luôn hả gì vậy? Coi đó, kìa kỹ được coi. Còn thằng không? Dùng dây lại, xả dây luôn á. Vuột cá luôn rồi. Chơi luôn à. Thôi vuột cá rồi anh ơi. Ê, thiệt tịch. Không lên luôn. Ăn rút vừa hơi đóng. Ấy còn cá nè.
Còn cá. Rồi lặn xuống động ổ luôn á ông ơi. Hả? Lặn xuống động luôn nha. Em biết đủ quá cá đâu mà. Thôi kệ cho lại đi. Quả ơi. Lặn được không nha. Có cái gì nè. Còn rứt này miết nè. Đó, đó, đó. Coi chừng lưỡi không nha. Đó, đụng miết dữ vậy? Miết dữ vậy? Đây, anh tính sẽ hỗ trợ lặn xuống băng cá mà lưỡi không nha. Sao không? Sao không? Chưa biết. Anh có đụng dây không mà lưỡi rút dữ vậy? Cá là người rút cao nhất. Bữa mà. Ghê ông nội. Rồi rồi trời xuống mất luôn mọi người. Rồi. Con cá gì? Không quan trọng luôn. Mà đụng cá không? Cá bự trắng luôn. Bự lắm hả? Từng đùi hả? Từng hả? Ừ. Là cá gì ông nội? Không biết con cá gì. Nó ngút xuống. Má. Nó đánh dùng dây ngang này nè. Vậy hả? Rồi sao? Bốn thước ngoài á. Vừa dùng dây xuống rồi. Dữ vậy hả? Rồi xả dây luôn á. Xả lỏng á nó ruột sao? Bự lắm bự hả? Nó đụng nó đứng luôn, nó quơ đúng đuôi mà. Nó còn dính nữa nè. Thì còn cá này gì biệt nè. Chứ nó dây chụp này em nhỏ quá, dây chụp này bứt đứt. Nó càng luôn rồi. Hả? Càng thẳng cá lên luôn rồi. Á, nó bị vô xé đứt dây, đứt tay được các bạn. Trời ơi. Dây bén thiệt chứ. Được không? Được bứt mẹ cho rồi. Mà để cầu phát nữa. Mà lặn đụng cá luôn hả? Đụng luôn, mới đụng tới chì luôn mà. 4 mét rồi hả? 4 mét thương nước hết chứ, qua khỏi cái thằng này với bà cái bè này nè, thùng bè này nè. Rồi nổi không nội không? Hả? Rồi nổi nổi không nội? Nó lặn rồi mà. Không giờ làm cái nữa nổi không á? Thôi tao dính thông dây đi lên mà. Chứ tao đâu có chui vô đâu. Căng lắm nha mọi người. Căng là căng lắm, anh em không nên bắt chước dưới mọi hình thức nha. Rồi ra rồi phải không? Rồi cá chép. Ấy. Giờ lại. Trời ơi. Dính không? Dính không nội? Ê, kéo bằng khoan, cầm dính luôn. Dính luôn hả? Ghê hả? Ta cầm tay luôn rồi nè. Ờ, buông. Dính không? Ôi, tới. Đụng chạy ngược không nổi. Trời ơi. Trời ơi, lên. Chết. Vô. Ê, cái gì? Ê, cá chép luôn. Cầm lên cho luôn đi. Rồi. Trời ơi hai con được luôn. Thấy ghê. Trời ơi cái nè. Ôi. Quá đã luôn. Tay ngon luôn. Trời ơi. Vô. Đây mọi người. Thôi mệt tụi má ơi. Con. Rồi đây. Ở tầng thông cảm nha. Tôi phát biểu cảm nghĩ của mình thôi. Mà sâu quá, sâu 4 thước mấy nước rồi. Trời ơi. Gì phê. Ôi. Cá thấy ghê. Rồi nắng mờ tiếp nha mọi người. Ở đó nhưng mà chú về chú chạy ghe vô mọi người. Thì giờ anh em mình sẽ không câu được nữa. Anh em mình sẽ đổi chỗ khác nha. Đó giờ mình đi đổi chỗ khác câu tiếp. Bây giờ anh em mình sẽ tập trung cái bè mới câu nha mọi người. Đó rồi, tiếp tục chờ đợi thôi. Đây, đổi điểm mới nữa nha mọi người. Mà điểm này chắc thua quá. Nãy nó ăn ngon quá thì đổi điểm giờ thấy nó im ru luôn. Ra giờ ra nó quýu quá. Rồi,
À, bây giờ trễ quá rồi mọi người, hết thấy đường rồi. Giờ anh em mình cũng về nha mọi người. Mưa gió quá, chịu không nổi nữa. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong chuyến đi khác. Oh, wow, 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 wow. Rồi, bye bye nha. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Pha. À, nếu mọi người có thích sản phẩm của Pha thì hãy ghé winphafishing.com để mua nha mọi người.